nakahira một sinh viên đại học ở tokyo đang cố gắng vừa học tập vừa làm việc bán thời gian tại một tiệm tạp hóa nhỏ sinh ở gần khu trọ của mình dù việc học không diễn ra suôn sẻ nhưng anh lại thể hiện sự chăm chỉ và nhanh nhẹn trong công việc bán thời gian của mình một ngày nọ trong lúc làm việc nakahira nhận được tin từ quản lý rằng anh sẽ được thăng chức lên làm người hướng dẫn cho các nhân viên khác anh cảm thấy một chút vui mừng và tự hào vì công sức và đam mê mình đã được công nhận trong khi đó, Sayama một phụ nữ trẻ làng xóm từng có ước mơ trở thành một giáo viên. Tuy nhiên, vì gia đình chồng, cô đã phải từ bỏ giấc mơ đó và trở thành một người nội trợ toàn thời gian. Chồng cô, mặc dù là một người đàn ông tốt, lại luôn bận rộn với công việc và ít quan tâm đến cô. Sayama cảm thấy trống chảy và quyết định đi làm thêm để vừa giết thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập. Khi Sayama bắt đầu làm thêm tại tiệm tạp hóa, cô và Nakahira đã nhanh chóng trở thành bạn thân. Nakahira luôn tận tâm giúp đỡ sayama trong công việc mới của cô anh chia sẻ về tình hình học tập của mình nói về những khó khăn mà mình đang gặp phải ngày qua ngày mối quan hệ giữa hai người trở nên mạnh mẽ hơn sayama quyết định sử dụng kỹ năng sư phạm của mình để giúp nakahira cải thiện học tập cô dành thời gian giảng dạy hỗ trợ và khích lệ anh mang lại niềm tin và động lực cho nakahira